à uh, sản phẩm thông kinh lạc suma thì hôm nay em uh, Dương quyền sẽ nói chuyện với cả tất cả các anh chị, tất cả các bạn. Và đốc Tường Ngọc là sẽ là người trả lời 1000 là một câu câu hỏi của các anh chị trong đêm nay. Cho dù các anh chị hỏi đến 7 giờ sáng mai. đủ đủ 1000 là một câu 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 hỏi và câu trả lời thì chúng ta sẽ dừng lại buổi du tối ngày hôm nay. Các anh chị đồng ý không? Và để làm được điều đó thì chắc chắn một điều đó là gì các anh chị mình hãy chuẩn bị đi ít nhất mỗi người chuẩn bị 10 câu hỏi bởi chắc chắn có những câu hỏi trùng nhau người hỏi sau là mất cơ hội thì các anh chị có thể hỏi trước đi hỏi luôn ngay từ bây giờ đi ạ <laughs> quyền tin chắc rằng là rất là là nhiều các anh chị sẽ hỏi là sao tôi đặt hàng chưa có trong khi đó là kho đầy đấy khối người biết kho đầy hàng rồi chưa có <laughs> hỏi có tốt không ạ xin thưa là là cả xã hội biết là tốt rồi <laughs> sản phẩm hay lắm thì hôm nay vắn tắt các với các anh chị như này em cười nói vắn tắt thôi nhé không có cái gì là màu mè cả trời ơi, nói có 500 anh chị thôi bây giờ 600 rồi đỡ hơn rồi vương anh ơi anh gần đạt bằng em rồi rồi dương quyền ơi cố lên nào à các anh chị ạ đó là chúng ta có những sản phẩm mà Dương Quyền vẫn nói với anh chị là có sản phẩm là 2 phút đánh ra chất lượng sau 2 phút. Có những sản phẩm đánh ra chất lượng sau 4 tiếng. Đó. 2 phút sau chúng ta khẳng định luôn là chất lượng có tốt hay không. Sau 4 tiếng là chúng ta có thể nói luôn còn có rất nhiều người nói bảo trời ơi mà sản phẩm muốn dùng thì cũng phải tháng hai tháng ba tháng sáu tháng mới biết được ông nói nói sản phẩm hai phút ông nói khoác vâng thưa các anh chị là hôm nay toàn nói khoác này. <laughs> hay là ở trong trong phía nam các anh chị gọi gì nói xạo ấy. vâng à, hôm nay toàn nói xạo thôi nhưng mà nói có một phần triệu nói xạo chỉ có một phần triệu thôi còn nói đúng là 100%. Mà cái này khẳng định luôn các anh chị. Các anh chị có tin là mình có những cái sản phẩm và cái chủ đề của hôm nay của chúng ta đó là thông kinh lạc Suma. Mà đau đầu xịt đấy không? Đau đầu mà xịt xong à, hết đau đầu. Đau chân. Xịt hết đau chân. Đấy. Mỏi vai. Mỏi cổ. Xịt xong hết mỏi vai, mỏi cổ. À, tê bì chân tay xịt hết tê bì chân tay đỡ tê bì chân tay à, à, bị gút là chớm gút là xịt vào đỡ luôn. ôi làm gì có cái sản phẩm ở đâu mà thần thánh thế ở ngoài kia là không có nhưng mà trong Zoom chúng ta có các anh chị nó hay ở chỗ là ở ngoài không có nhưng ở đây chúng ta có. đó Quyền nó nói thế thôi nhưng mà Quyền đang bày cho các anh chị là mình đặt câu hỏi theo những cái gai này của Quyền vừa nói và tí nữa mình làm khó đúc ngọc được không ạ? À. Tí nữa mình làm khó tất cả những cái cái Quyền đang nói thế này tí nữa các anh chị mình cứ nhầm vào đó mình hỏi đó. Đấy, cái sản phẩm hay lắm và các anh chị biết không có nghĩa là tên của nó tên của nó là thông kinh nạc vậy là nó là thông kinh hoạt nạc nó làm ấm cơ thể nó làm cho chúng ta là, là... Uh, cảm thấy là sung sướng cảm thấy là khoan khoái là chúng ta mà đang mà làm việc chúng ta đang làm việc và cảm thấy nó đau đầu mỏi mỏi cổ mà cảm thấy là là đang làm việc và nó đang căng thẳng nó stress uh, nó đang không hiệu quả là chúng ta sử dụng chúng ta xịt à, xịt lên chán lên vai lên cổ 5 phút sau thôi người chúng ta lại bay bổng đi chân không chạm đất đó thề với các anh chị ở đây là có chị Hoàng Huyền dùng rồi Chị Hoàng Huyền có thể mở mic lên và nói xem đúng cái cảm nhận của mình không? Xịt thông kinh lạc vào nó như nào không ạ? Đấy, hay không? Và bây giờ mình dành cho chị Hoàng Huyền 2 phút được không ạ? 2 phút thôi. và mời chị. À, chị giơ tay lên để cấp hot cho chị 2 phút nói về sản phẩm. và xin mời chị. Vâng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn uh, Chủ tịch. À, cảm ơn tất cả các anh chị trong uh, phòng Zoom. À, cũng uh, rất là, là may mắn là Huyền cũng... Uh, À, vừa nhận được cái uh, sản phẩm Cách đây uh, hơn một tuần à, Thực ra vào cái uh, ngày uh, Ngày uh, ngày đó Rất là rét tại thành phố Lạng Sơn Thế nên là huyền trải nghiệm thì cảm nhận được Cái sản phẩm nó vô cùng tuyệt vời à, Cái thứ nhất Là về Lạng Sơn Tại cái thời điểm cách đây hơn một tuần Thì rất là giá rét Mà tầm khoảng 4-5 độ cơ Mà những cái uh, cơ vai này Nó co cứng lại Thế nhưng mà mà huyền thì ngày làm việc coi như là à, xuyên đêm luôn nhưng mà không không có hiện tượng đau mỏi vì là đã có à, xịt xương khớp thông kinh lạc của mình Thế nên là cái thứ nhất là về cái bó cơ nó vô cùng tuyệt vời nó giảm đau rất là nhanh chóng sau một phút thôi ạ à, vì là khi huyền xịt vào á thì à, thì phải xoa xoa một lúc lúc đầu là mát mát sau đó là bắt đầu ấm dần ấm dần bắt đầu cơ thể bắt đầu ấm thì còn không những là riêng về cái 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 cái, bó cơ mà nhất là chân tay lạnh mà mà chân tay lạnh ấy thì xịt vào cái gan bàn chân thì bắt đầu cũng ấm dần lên à, nhất là trước khi đi ngủ xịt vào à, đằng sau gáy này xong rồi là bắt đầu xịt vào gan bàn chân gan bàn tay à, thực ra là nếu như không có chuông đồng hồ thì không không biết được dạy các anh chị ạ nó vô cùng tuyệt vời lắm để mà à, tả chi tiết từng chút một ấy thì thời gian thì không có thế nhưng mà tất cả vào cách đây khoảng 5 năm Huyền ấy vào mùa đông ấy lúc nào cũng phải đi bác sĩ để tiêm tiêm những cái mũi để đau xương khớp ấy nhưng mà năm nay đặc biệt cách đây hơn một tuần đấy mà trời thì rét mà lại cũng không cần phải đi mà lại cứ cứ xịt 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 thôi thế mà xịt hết gần một lọ Và qua cái đợt rét này là Huyền không phải đi tiêm cái cái mũi tiêm giảm đau Huyền là bị xương khớp, Đó nên là khi mà trời rét một cái là các cơ ở vai này là bắt đầu co cứng lại, cái vai cứng lại, mà đau lên cả đầu, ù cả tay. Nên năm nay tuyệt vời vô cùng cảm ơn uh, Suma, cảm ơn uh, Chủ tịch uh, đã có một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời để mà nói không có cái gì để mà tả được. Năm nay Huyền không bị phải đi tiêm cái uh, mũi, uh, mũi tiêm giảm đau, thực sự là vô cùng tuyệt vời ạ. À, cảm ơn uh, tất cả các anh chị trong phòng zoom đã lắng nghe huyền uh, chia sẻ cảm nhận một chút ạ xin uh, uh, trả lại phòng zoom cho chủ tịch ạ vâng cảm ơn chị cảm ơn chị hoàng việt